Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Mình Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Thưa quý vị, hôm nay là tối của ngày 26 tây tháng 10 năm 2020. Ngọc xin chia sẻ một cái thông tin liên quan đến cái việc thẩm phán Amy Coney Barrett đã... Tiên thể, tiên, tiên thể nhậm chức thẩm phán tòa án tối cao quý vị đó là à, tối cao pháp viện nói vậy thì cái chức này đã được confirm đã được chuẩn thuận hiện giờ thượng viện hoa kỳ đã chuẩn thuận phần confirm bà với cái số phiếu là 52 phiếu thuận và 48 phiếu chống có nghĩa là thượng viện hoa kỳ đã đủ số phiếu để có thể chuẩn thuận bà amy coney barrett vào cái vị trí là thẩm phán của tối cao pháp viện. Đây là một tin vui cho Đảng Cộng hòa. Hiện giờ trong cái 48 phiếu chống này á thì trong đó có 45 phiếu chống đến từ những cái thượng nghị sĩ đại diện cho Đảng Cộng Đảng dân chủ và hai phiếu á thì là những cái thành viên Congress thì à, quý vị thấy là 52 phiếu là đủ rồi không có cần phải cần có cái phiếu của phó tổng thống Pence bởi vì nhiều khi á nếu như mà 50-50 thì phó tổng phó tổng thống Pence phải bỏ một cái phiếu để mà à, tie breaking vote đó quý vị thì cái đợt này á thì phó tổng thống Mike Pence không có cần phải thì họ cũng tính đến cái chuyện này rồi nhưng mà thật ra thì không có cần bởi vì 52 phiếu đủ rồi dư rồi ha quý vị thì hiện giờ Đảng Cộng hòa họ rất là vui, họ đã thành công chuẩn thuận bởi vì trong cái thời gian qua thì sau cái cái chết của bà thẩm phán cựu thẩm phán Ginsburg thì trong cái thời gian ngắn quá là gấp gáp trước cái ngày bầu cử tổng thống Mỹ thì cái việc mà đề cử uh, Amy Coney Barrett và cái việc mà bầu bỏ phiếu để mà có được cái confirmation là gây rất là nhiều tranh cãi trong cái thời gian qua. Đặc biệt là những cái thành viên của đảng Dân Chủ họ cố để mà ngăn chặn cái việc này xảy ra. Nhưng mà cái kết quả ngày hôm nay cho thấy đảng Cộng Hòa đã thành công, chuẩn thuận bà Amy Coney Barrett vào cái ghế là thẩm phán của tối cao pháp viện. Hiện giờ những cái thượng nghị sĩ của Đảng dân chủ họ giống như là uh, họ gọi là có 40 lúc nãy là Ngọc nói là có 45 phiếu chống đúng không, quý vị. Và trong cái thời gian qua trước cái ngày hôm nay á, thì họ đã chống đối và họ không có chịu bỏ phiếu hôm vừa rồi đó. À Ngọc có cái coi cái hình là người ta uh, đưa lên những cái hình gọi là những cái ghế mà người ta ngồi, người ta bỏ lên những cái hình mà những cái người vậy bị ảnh hưởng à, đó quý vị nhưng mà thực chất là ngày hôm nay cuối cùng người ta cũng bỏ phiếu nhưng mà người ta bỏ phiếu chống thì hiện giờ chúng ta thấy á, là bà đã tuyên thuệ vào tối hôm nay quý vị chiều khoảng là một hai tiếng đồng hồ gì á, thì ngọc thấy là có cái tin rồi bạn của ngọc nhắn cho ngọc ô có kết quả rồi à, thì ngọc cũng muốn làm video nhưng mà tại vì mấy đứa nhỏ nó phải đi ngủ cho nên là ngọc không có làm video sớm được thì quý vị nhìn cái video này á thì tòa bạch ốc tại cái lúc này là 9 giờ 21 giờ tối Eastern Time tức là giờ New York đó vậy tại tòa bạch ốc bà đã tiên thuệ à, để nhậm cái chức này cho nên là ngày mai là bà đã có một cái vị trí là thẩm phán của tối cao pháp viện quý vị thì tại cái buổi lễ pháp à, buổi lễ nhậm chức này một cái buổi lễ rất là quan trọng thì bà phát biểu như thế này đây là cái từ gọi là cái trích nguyên cái câu mà bà nói trong tiếng anh thì ngọc xin phép dịch lại như thế này nếu như có gì sơ sót để quý vị thông cảm nha thì bà nói là lời tuyên thệ tư pháp tóm lại cái bản chất nghĩa vụ của tư pháp luật lệ pháp quyền phải luôn luôn được kiểm soát dân mỹ của tôi tức là đồng bào uh, mỹ mặc dù chúng tôi những vị thẩm phán không có đối mặt với các cuộc bầu cử nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc cho quý vị bà nói là à, we still work for you đó chúng tôi mặc dù là bà không có uh, được uh, chúng ta bầu lên nhưng mà bà vẫn làm việc cho dân mỹ đó vậy tóm lại bà nói vậy đó chính hiến pháp thiết lập nhà nước pháp quyền và nền độc lập tư pháp là trọng tâm của nó, lời thề mà tôi đã long trọng thực hiện tối nay có một ý nghĩa cốt lõi là tôi sẽ làm việc của mình mà không sợ hãi hay là không ưu ái và tôi sẽ làm việc độc lập với hai nhánh chính trị tức là của hai bên đảng dân chủ và đảng cộng hòa và sẽ làm việc độc lập với những cái quyền ưu tiên của tôi đó là uh, mai ơn preferences uh, thì chúng tôi thấy là bà nói như vậy có nghĩa là bà công tâm làm việc đối với vị và bà cũng nói thêm là tôi yêu hiến pháp và nền cộng hòa dân chủ mà nó thiết lập và tôi sẽ cống hiến hết mình để bảo vệ nó thì bà phát biểu rất là nhiều và cái câu này ngọc thấy ngọc muốn chia sẻ cho nên là à, hy vọng là quý vị sẽ à, có những nhiều cái thông tin về những cái từ ngữ này à, ngọc dịch ra cũng hơi khó vì ngọc phải nhờ Google Translate rồi thực sự là hôm nay là chiến thắng của đảng cộng hòa tổng thống Trump phát biểu tại buổi lễ ông cảm ơn lãnh đạo đa số thương viện ông Mitch McConnell à, và trong cái ngày trọng đại này thì ông dùng cái từ là Momentous Day à, thì dịch tại khái ra là một cái ngày rất là trọng đại trọng đại chứ không sao mà không trọng đại quý vị bởi vì trong những ngày qua người ta dời bỏ lại những cái việc làm khác và tập trung vào cái việc là chuẩn thuận cho bà thẩm phán này để vào cái vị trí thẩm phán của tối cao pháp viện ngay cả cái gói cứu trợ lần thứ hai họ cũng phải dời lại đối với vị à họ phải tập trung bởi vì có một lần là tổng thống trump nói là ngừng hết ngừng hết không có đàm phán nữa bởi vì đàm phán hoài mà không có kết quả phải tập trung vào cái việc là confirmation cho cái vị trí này thì hiện giờ họ đã thành công rồi cho nên là ngày mai có thể là cái gói cứu trợ lần thứ hai sẽ được đàm phán với một cái cách là có kết quả nhưng mà Ngọc nghĩ là cái gói cứu trợ thứ hai này nó sẽ không có được ký trước ngày bầu cử nhưng mà chuyện của tương lai thì mình cũng không có biết được quý vị ha thì hiện giờ Mitch McConnell mới nói là như này the Senate is doing the right thing có nghĩa là bên thượng viện họ làm một cái việc rất là đúng bởi vì Mitch McConnell á ông không có thể nào mà toàn quyền được ông phải dựa vào cái số phiếu đúng không vậy thì số phiếu của thượng viện ngày hôm nay là 52 phiếu thuận cho nên là ông nói là cái việc này là một cái việc làm rất là đúng we are moving this nomination forward and colleges um, call, uh, okay by tomorrow night, tức là tối ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái thành viên của tối cao pháp vị tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Đó quý vị thấy là ngày mai đó là bà sẽ nhậm chức, là là bà sẽ ngồi vào cái ghế này. À, tối nay nhậm chức ngày mai sẽ ngồi vào cái ghế này thì hy vọng là cái gói cứu trợ lần thứ hai sẽ có những cái tin tốt cho những ngày tới quý vị ha bởi vì cái việc này là người ta đã làm xong rồi riêng đối với cái lịch sử và cái cái cái, cái gọi là cái bio của bà Amy connie barrett thì quý vị thấy đây là cái hình ảnh gia đình của bà tại ngày cái ngày mà người ta chụp cái tấm hình này đó là cái ngày mà tổng thống trump chọn bà để vào cái, cái có thể là được chúng thuận vào cái vị trí này thì cái ngày này nó cũng không có sao quý vị nó gọi là cũng mấy tuần trước thì chúng ta thấy là gia đình của bà nó bà rất là nhiều con đó thì chúng ta thấy ở đây nhìn vào hai vợ chồng đều là người người dân mỹ trắng đúng không nhưng mà có những cái em là người giống như là người dân gốc châu phi thì chúng ta thấy là ở đây á thì có những cái em này là những cái người con nuôi mà gia đình của bà nhận nuôi từ Haiti và cậu con út của họ tức là Benjamin mắc cái hội chứng đau và người ta tự hào gia đình tự hào đặt danh hiệu cho cái em này là một cái giống như là cái favorite tức là ai cũng yêu thích cái em này đó cái em mà bị đau đó quý vị thì um, thông qua tức là trong cái um, trong cái trang của the White House đó quý vị thì người ta nói là thẩm phán Barrett sẽ làm tức là bà là một cái người mẹ đầu tiên của những cái đứa trẻ ở cái độ độ tuổi đi học quý vị, tức là con. Bà còn rất là trẻ, bà chỉ 48 tuổi thôi và con của bà đều là ở độ tuổi đi học hết. Và cô là cô là người phụ nữ thứ năm duy nhất phục vụ tại tòa tối cao pháp viện. Bà là một người mẹ, tức là con của bà là là special nè, bị đau nè quý vị cho nên là bà có thể là hiểu được những cái vấn đề và những cái mối quan tâm mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt và bà là một người duy nhất hiện tại có bằng luật từ một cái trường khác chứ không phải là trường Harvard cũng không có phải là từ trường Yale ra mà bà từ trường là một cái trường luật Northam ở Indiana là một cái miền nam à, à, bà thì um, bà lớn lên ở Louisiana là ở là một miền Nam nước Mỹ đối vị và khi mà đi học đại học thì bà học ở Tennessee. Đó là cái bio của bà Amy Coney Barrett bà chia sẻ những thông tin như vậy và hy vọng mọi người sẽ like, share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc mọi người nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye nào.